Dạ, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì ngày mới lúc nào cũng vui vẻ yêu đời hết quý chú. Thì hôm nay con tiếp tục quay lại vườn của chú Út Nhãn tại thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay chú Út giới thiệu cũng đa dạng các loại cây để cho mình tham khảo giao lưu. Rất mong quý cô chú xem và ủng hộ cho chú. Đó, thì chú cũng có cây bằng lăng núi khá là độc đáo chú, bọng lũa ha, nguyên bệ này. Quý chú nào yêu thích cái dòng mà lũa, dòng rừng núi thì cứ liên hệ với chú. Dạ, hôm nay thì giới thiệu sồi nè, rồi bông trang nè, không biết có cây gì nữa thì để anh Chiến anh sẽ chi tiết hơn cho quý chú ha. Rồi em chào anh Chiến ơi. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng đến vườn của chú Út ở thị trấn Long Mỹ. Chú Út cũng giao lưu cô chú anh chị là gồm mỗi xoài, trang và mai vàng. Dạ. Các loại hoa kiển mong cô chú anh chị ủng hộ. Dạ rồi. Không chờ đợi lâu là vô cây chi tiết. Cây đầu tiên là cây xài tứ quý. Sồi tứ quý anh ha. Cây thuần chậu mà nó có bông luôn. Đem về là Tết là có trái mà để trưng luôn cô chú anh chị. Mà đặc biệt đây là có cây mai nó mọc trong này là kêu mai xài luôn á. Đây. Mai cây mai xài vàng luôn. Mai mai xài xài luôn. Nói theo kiểu miền Nam là mai xài luôn anh mai xài luôn ha. Khỏi khỏi đợi lâu ha, mai khỏi đợi xài luôn. lâu mai xài luôn Rồi đo giúp em luôn, chiều cao tán rộng luôn anh ơi. Cao rồi mét rưỡi đi anh mét ha, rưỡi cao thì mét đặc rưỡi. biệt cái này nó bay nha, cây Bay xài ra nó nhiêu anh? bay à, bay dài lắm à, Nó bay cũng khoảng tầm 2 2 mét hai à. hai mét 2 mét từ gốc ra ha. từ gốc ra, Bay 2 mét. rồi tán rộng cũng 1,4 m, Rồi. đặc biệt là bông trái Cái này bông giống. hoàng luôn. Rồi đo 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 giúp Chú em. lên đây. Chặn chung ở đây. Rồi hoành thân 31. Rồi hoành thân 31. Này nó nguyên cái rễ nó nằm Nguyên ra rễ ngoài nằm này ha, trong nó trong này còn luôn. 90. rồi nó còn cái chớn ở đây Đúng nè, rồi. cái bầu của nó là trọng rồi quý chú. Rồi để em đi qua đây cái ha. Đây, bộ đế nó nằm vậy nè quý chú. Xài tứ quý Xoài tứ quý. Rồi đang cho hoa, đang cho đang cho bông. quả bông Đang cho bông cho trái. Có giờ cái rụng. Rồi. Rồi giá sao đây anh Chiến? Rồi cây mã số 1 này, cây xài tứ quý giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu, bao ship 200 km luôn cả chậu. Luôn cái lưu á. Nguyên cái lưu này luôn nè cô chú. Cái Tặng lưu luôn cái lưu. Không móc ra luôn, cây là cây tới chỗ là đặt là trưng Tết chơi luôn à. Dạ. Sồi tứ quý anh ha. Rồi tứ quý. Để đi ra xa xa cái hướng bà bạn này cho chú nhìn cái tổng quát với cái chậu này cô chú anh chị biết cái đi ship là cũng cũng nặng lắm rồi. Đây nè quý chú ơi. Rồi. À. 4 triệu anh ha. 4 triệu. Bao ship 200 km luôn cái lưu. Ship Dạ. luôn cái lưu. Dạ, rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi số 2 là một cây trang trang cam ha. trang cam lá Cam nhỏ. cam lá nhỏ anh hả? Cam lá nhỏ. Rồi, cây trang cam lá nhỏ. Cây này già cây à, đang đang ra bông bông đẹp lắm cô chú ơi. Rồi đo giúp em luôn. Rồi, chiều cao 1,3 m. Tán ngang 1,2 m. Tròn vo luôn. Thót thân lên 45. Rồi quanh thân được nhiêu đây anh? Quỳnh thân 19. Dạ 19. Nguyên cái củ cứng ngắc luôn nè. Vì cây này có cái củ. Dạ. Đây, nguyên cái củ luôn ha. Củ luôn. Cây này đang đang chung cây á cô chú. Thân cũng sạch sẽ anh ha. Cả thân sạch sẽ. Rồi. Dạ rồi giá sao đây anh Chiến? Rồi cây trang cam này mã số 2 giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu, bao ship 200 km. Luôn chậu luôn. Ship luôn chậu cho cô chú. Rồi luôn cái chậu luôn ha. Luôn cái chậu luôn, đem về đặt là chơi luôn rồi, khỏi. Một cây trang cam già. Trang cam già. Bông màu cam thì cũng rất là đẹp cô chú ơi. Bông đẹp không cô chú. Nó đang búp nụ này mình về mình chơi Tết được luôn.
Rồi, đây. Đang phúng phúng nụ ha, cái nụ màu cam 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 dưới nắng nhìn cũng đẹp ha. 3,5 triệu anh hả? Luôn 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 cái chậu luôn. Ship luôn cái chậu luôn. Chơi dữ luôn mà. Này không có lọt ra luôn, tặng nguyên cái chậu luôn. Được rồi, tiếp tục anh ha. Dạ, tiếp theo là một cặp trang gà anh hả? Trang gà. Rồi một cặp trang gà heo chú. Trên 50 năm. Dạ. Theo chú nói là trên 50 năm rồi của chú ơi. Nguyên một cặp trang nó nở hoa rực rỡ luôn. Rất là đã heo của chú. Đó, để con tròn vòng cho chú xem ha. Con gà. Gà trống gà mái hả chú? Đây. Đây. Con này là con gì? Chống. Con trống hả? Có cái mồng nè đúng không? Còn cái mỏ nè. Cái đầu nè. Cái mỏ nè. Đó. Rồi đo đo luôn anh Chiến ơi. Cao nhiêu đây? Rồi, chiều cao 1,5 m. Dạ. Còn tán rộng nhiêu đây? Rộng ngang sải cánh là 1,5 m. Còn cái đuôi này. Rồi 1,5 m ở đây anh ha. Đây chú ha. Chiều dài từ trước ra sau đó là nhiêu? Khoảng 2 m với cô chú ơi. 2 m. 2 m. Đó hết thước dây nó còn dư đây khúc nữa nè. 2 m. Rồi, đo hoành thân ở dưới này giúp em luôn. Cây này cây là này... một cây trang già ha cô chú. Cây trang này cũng có tuổi. Theo chú nói là 50 năm. 37. Dạ, 37. Cái cũ này dữ lắm cô chú. Cái trang lá nhỏ mà cũ cỡ này là cây này cỡ 50 năm. Rồi, 60. Rồi, 60. Chi cành thì rất là mịn, quý chú yên tâm ha. Nó ra cỡ đó thì ở dưới này thì nó bít chịch hết trơn quý chú ơi. Xương cành là kính mít luôn. Dạ, yeah. Một con trống con mái. Con trống con mái. Rồi cái này mình bán cặp anh ha. Cái này là bán cặp. Rồi giá sao đây? Một cặp vậy là giao luôn cô chú anh chị là 55 triệu, ship luôn cả chậu. Dạ, yeah. Cái chậu này là chậu 1 mét hả chú? Chậu 1 mét. Chậu 1 mét á. Dạ. Đây nè heo chú, đây nè. Con gà. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Thần nó mấy. Dạ. Rồi, kế bên là một cái con mái. Con mái. Con nãy con trống này rồi con mái. Đây. Con mái thấp hơn con trống 1 tấc. 1,4 m. 1,4 m anh ha. Rồi. Chiều ngang 1,4 m luôn. Chiều ngang cũng 1,4 m luôn. Nhỏ hơn con trống 1 tấc. Rồi. Cái này cỡ 2 m không anh? Đủ rồi. Rồi, nó cũng ngắn hơn chút xíu ha. Ngắn hơn 1,9 m. Cỡ 1,8 m, 1,9 m thôi vui chú. Rồi vô hoành thân giúp em luôn. Đây. Đây. Cái này nó cũng là một cụm 34. Rồi. 34 anh ha. Rồi giờ là 34 ha. Rồi đế thì 95. Mình hào hào giọng đế thì được 95 ha. Dạ rồi, cặp này là 55 triệu hả? 55 triệu một cặp, bao ship luôn cả chậu. Dạ. Bao ship 200 km này cô chú anh chị. Dạ rồi. À, chỗ nào chưa rõ cô chú gọi cho chú Út giùm con ha. Có gì chú Út sẽ gửi hình ảnh thêm cho mình. Trang lá nhỏ. Đang cho bông rực rỡ đem về chưng Tết là ok luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, tiếp tục giúp em luôn.
Rồi tới cây hồng phấn nha chú ha. Số 5 là cây hồng phấn siêu bông. Cây hồng phấn siêu bông. Một cốt luôn. Mới vừa tạm cái là lúng tụ nữa. Dạ. Siêu bông hả chú? Là liên tục hoài luôn hả? Hoài luôn. Mới vừa tạm cái. Đây này của chú ha. Rồi cây này chứ con thấy nó chỗ rộ nhìn rất là đẹp luôn. Rồi chiều cao 1m8 luôn. Dạ cao 1m8. Chiều ngang 1m3. Dạ. Nó phần 97. Hồng phấn siêu bông tại đây hoành thân tại đây 23 nhìn đây 19 giờ rồi 19 tốt thân là 97 anh ha. 97. Đi thẳng lên tốt thân 97 hồng phấn siêu bông đây nó chỗ bông đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Dạ rồi cây này giá sao đây anh? Rồi cây mã số 5 này cây hồng phấn giao lưu cô chú anh chị là 11 triệu bao ship 200 km luôn cả chậu này nặng ship lắm ơn cô chú. 11 triệu anh ha. Đi là đi xe tải luôn á. Cái chậu này cũng 1m luôn hả chú ha? 1m. Chậu 1m, đường kính 1m theo chú. 1m lọt lòng. 1m lọt lòng. Tính hai cái dè này ra nữa là tới 1m2 á. Rồi dạ. Giá là 10 nhắc triệu. Lại giúp em ha. 11 triệu bao ship 200 km luôn cả chậu. Dạ. À nó có trái nữa anh hả? Có. Đây nè của chú trái chín màu đen như nè của chú. Trái to luôn. Ồ trái nó ăn thơm thơm ngọt ngọt của chú. Đây 11 triệu. Rồi tiếp tục luôn cô chú ơi. Rồi mã số 6 là một cây vạn niên tùng. Tùng vạn niên anh ha. Tùng vạn niên tùng. Rồi. Dòng này thì nó cho bông, cũng cho bông cho trái luôn đúng không? Bông trái chị? Luôn đó, bông cứng ở cây này nè. Bông cứng ngắt hết trơn ha. Một cây tùng vạn niên già của cô chú. Dạ. Nuôi cây cốt tại cành khá là lớn nha cô chú, ngọn lớn luôn. Để con đi xa xa ra cho. Rồi thông số chiều cao 1m3. Chiều ngang 1m4. Rồi 1m4. Tròn vo luôn á cô chú ơi. Tại chi này chú đã sửa thành phẩm rồi. Vạn niên tùng. Vạn niên tùng. Đang rồi. Đang cho bông luôn. Cây mặt thân cây này già dữ lắm rồi. Già lắm già. Dạ dạ đây. Rồi rồi đâu hoành thân đi rồi hồng mình chỉ cho quý cô chú. Tùng thì gỗ nó cứng lắm ha cô chú. 45. 45. Dạ rồi. Nó có tay nè. Chú dễ hình dung. 20. Rồi cái tay này là 20 luôn. Rồi đế thì vậy nè anh ha, đế nó rồi chậu 80. Cái này nằm trong chậu chắc lâu lắm hả chú? Lâu rồi. Nuôi cái chi tay cỡ này thì cũng khá lâu nữa chú ha. Rồi ở trên này có cái mặt cắt này nè. Mặt cắt đây à. Xung quanh thì con thấy nó cuốn lại nè. Này thì mình chỉ cần đục cái phần mà nó mình thấy nè, nó thô ra là cái cây này nó dót lại. Một số dây nó siết rồi chú ha. Cái ngọn nè. Anh đo thử cái ngọn này có được bao nhiêu anh? Cái cây này cũng khá già đâu cho quý chú tham khảo kỹ luôn. Đúng rồi. 13. Dạ, cái ngọn 13. Nó hài hòa của chú, cái tay cành ở dưới này, tay cành 1 này nó 20 ha. Cái ngọn còn 13, nói chung là nó nhỏ nhỏ dần dần lên trên. Đó, tay cành. Rồi ở dưới này nó có cái điểm này. Nó có một bị lũa một cái bên này nè.
Dạ rồi, cây này giá sao đây anh Chiến ơi? Cây dạng liên tùng mã số 6 này giao lưu cô chú anh chị là 9,5 triệu, bao ship 200 km luôn cả chậu. Dạ. 9,5 triệu anh ha. 9,5 triệu. Dạng liên tùng đang cho bông luôn. Nhìn cái ship nặng lắm cô chú em luôn cả chậu rồi ship. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Cây này một cây già, sùng dạng liên già. Rồi, cây số 7 cũng là dạng liên tùng luôn mà. Rồi, cây này thì cây lùng lực anh hả? Lùng lực. Cái thân nó chắc khoảng tầm 20 thôi quý cô chú ơi. Nuôi 2 chi thôi. Đây. Rồi, đo giúp em luôn. Tổng cao rồi, tổng cái thân luôn nha anh. Rồi. Chiều cao 60. Là tính cái ngọn luôn á ha. Tính đây. Rồi cái ngọn, cái thân không, cái thân chiều cao của cái thân chính không á là như đây. Đây hả? Cái thân chính này nè, đúng rồi. 20. Rồi, chiều cao chỉ 20 thôi, chú cái thân chính thì 20 thôi. Rồi cái tán nó xè ra được nhiêu ạ? 1m25. Dạ. Chiều rộng 90. Rồi, hoàn thân luôn. Cái này mình tán đầu đinh của chú cho nên nó có cái mặt cắt. Nhưng mà điều này đang kéo thẹo vô à. Chú xử lý xong rồi, 40, hoàn thân 40. Nó kéo hai cái nhánh nó tốt ha, nó kéo hai nhánh thẹo nó tốt. Đó. Đang kéo dần vô. Rồi, đế thì vậy nè hiểu chú. Đúng rồi. Kính mặt bầu 60. Dạ. Chậu 60. Đây, còn cái mặt cắt đây. Chơi cây lùng lực. Đúng. Chơi bonsai mà. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Rồi, cây dạng liên tùng này mã số 7 giao lưu cô chú anh chị là 7,5 triệu, bao ship 200 km. 7,5 triệu anh ha. 7,5 triệu. Ship luôn cái chậu ha cô chú. Dạ, luôn chậu luôn với cô chú ơi. Dạ rồi, đổi giúp em luôn, tiếp tục luôn. Rồi, kế bên cây quế rất là đẹp luôn với cô chú. Quế này có chê rồi. Số 8. Nguyệt quế này là một cây nguyệt quế thành phẩm anh hả? Đây mà thành phẩm. Đây là quá đẹp luôn. Đây đẹp thiệt luôn á. Đẹp mà có đại vụ đẹp thiệt nữa hả? Thiệt luôn. Có đẹp giả nữa hả? Đây này lá sắn bông chùm luôn. Dạ. Rồi chi tiết chiều cao là 1m3. Lá này đúng sắn luôn đó anh ha. Đúng sắn rồi. Nhiều lắm. Tại vì thường nó có lá thẳng nữa của chú. Rồi ngang 1m3 luôn. Cao 1m3, ngang 1m3. Rộng rõ luôn, mâm tàn là chú đã chỉnh sửa là điều bân từ dưới lên như là tức một là cây thông Noel đó. Mình làm số lẻ đó của chú ơi, 7, 6 tầng với một ngọn. Là 7. Là 7. Đây theo chú nó hài hòa lắm, nó đều, nói chung là cây này là cây thành phẩm. Rồi, cây này về chỉ đặt chơi thôi, cây này là sắn bông chùm, trái luôn. Lá này có nhiều cái lá nó thẳng nha quý chú. Sắn thì mình nhìn thấy dễ biết lắm ha. Sắn thì nó sắn hết luôn. Rồi, đo giúp em luôn. Cái này thấp quá không biết sao đây. Nó đóng chưa được 2 tấc nữa quý chú. Hoành thân báo giúp em luôn đi. 27. Dạ 27. Rồi. Không thoạt mái vô được luôn quý chú. Đo cái đường kính của cái bộ đế này hảo hảo giúp em cái đây. Đúng rồi, đường kính ngang cho quý chú hình dung. 29. 30 đi, 30. Cho chẳng anh ha. À. Thật ra là đó 30 đó, của chú 30 hơn. Rồi. Chi tay thì đã hoàn chỉnh hết nha của chú. Không còn dây, không có gì chứ. Chứ mà sắp đều rang từ cây trên. Cây này sạch cây luôn, không có thẹo luôn cô chú ơi, từ dưới ngọn. Thẳng lên trên luôn. Mặt cắt là đó, cắt là giờ liền hết trơn rồi. Đây đúng là cây sạch cây mà đẹp cây luôn. Em không thể nào thọt cái máy vô để quay đây đế đây nè cô chú ha. Mình dẹt dẹt chỗ nào đó. Trên dưới chỗ nào cái cho em quay cho quý cô chú đó. Xem cái đó đây sạch đế đều băng hết cho quý chú. Cây sữa chi tay thành phẩm hoàn chỉnh hết ha, liền lạc, không mặt cắt, không dĩa trơn anh ha. Không mặt cắt, không gì hết, chi tay lớn luôn. Rồi đây quý chú ha, đó đế đây, thân đây.
nhìn rất là độc đáo của chú. Rồi rồi giá sau đây rồi, cây miệt quế lá sắn bông chùm này mã số 8 giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu bao ship 200 km. Luôn cái dĩa chú luôn ha. Cái dĩa luôn. Cái này về đặt cái cạch cái là chơi luôn, tặng chậu tặng dĩa luôn. Nè quý cô chú, cây này dạ, thành phẩm chi tài bị lớn. Rồi, bẻ 3D. Anh ha, bẻ 3D nhìn lắc léo nhìn rất là đã. Rồi, luôn. Cây miệt quế này cũng là cây cuối clip luôn. Đây. Rồi. Cây cuối luôn hả anh cây, hả? Cây miệt quế là cây cuối clip luôn. Dạ rồi. Mình chào luôn chứ anh. Rồi chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ clip này cho chú Út. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Dạ xin chào. Dạ rồi, em cũng chào anh Chiến luôn ha. Con cũng chào, kính chào quý cô chú yêu mến. Xin mời ủng hộ gọi điện cho chú số điện thoại trên màn hình hoặc là trên tiêu đề. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.